Thưa quý vị, từ hôm nay 10 tháng 3, người dân Việt Nam có thể khai báo y tế thông qua ứng dụng nCoV, đồng thời cập nhật những thông tin mới nhất về COVID-19 từ cơ quan chức năng. Hiện nay, ứng dụng nCoV đã có mặt trên kho ứng dụng Google Play dành cho smartphone chạy hệ điều hành Android và App Store dành cho iPhone. Và trên tay Mỹ Uyên đây là một chiếc iPhone. Và ngay sau đây thì Mỹ Uyên sẽ tải ứng dụng nCoV trên điện thoại của mình cũng như là đăng ký khai báo thông tin y tế từ ứng dụng này. Đầu tiên thì vào App Store và chúng ta tìm ứng dụng nCoV. Đây có một cái ứng dụng nCoV Mobifone, tải xuống. Sau khi mở cái ứng dụng này lên thì chúng ta thấy giao diện là đòi hỏi chúng ta phải nhập số thuê bao rồi sau đó mới lấy mã OTP. Và mình sẽ nhập số điện thoại của mình vào. Lấy mã OTP. Rồi sau đó thì nhà mạng sẽ gửi cho mình một cái mã OTP. Và chúng ta nhập cái mã này vào. Xác nhận. Sau khi nhập mã OTP thì ứng dụng sẽ hiện ra giao diện như thế này đây. Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy là số liệu người nhiễm bệnh trên thế giới, số ca tử vong, bình phục. Và ở đây cũng có số liệu của Việt Nam gồm 31 người nhiễm và 0 người tử vong. Ngoài ra thì còn có các cái khuyến cáo phòng bệnh mà chúng ta có thể bấm vào cái mục xem thêm này để cập nhật thêm những thông tin về dịch Covid-19. Ở đây có một số thông tin về dịch Covid-19. Và khi quay lại thì ở màn hình chính nó có hiện ra hai cái mục như thế này là khai báo yếu tố nguy cơ và tờ khai y tế. Thì khi mà chúng ta khai báo y tế toàn dân thì chúng ta bấm vào tờ khai y tế. Sau khi bấm vào tờ khai y tế thì nó có hiện ra như thế này đây. Và Mỹ Uyên đang ở mục là cho người nhập cảnh thì chúng ta chọn là tờ khai y tế cho người dân ở phía bên phải màn hình. Về cái thông tin khai báo y tế toàn dân này thì nó có một cái dòng khuyến cáo màu đỏ. Quý vị nhớ đọc nha. Đó là khai báo thông tin sai là vi phạm pháp luật Việt Nam và có thể xử lý hình sự. Nên là quý vị nhớ trung thực trong cái khâu khai báo này nha. Đầu tiên thì chúng ta nhập họ tên của mình. Mình sẽ nhập họ tên của mình vào. Sau đó là số hộ chiếu, số chứng minh nhân dân. Số thẻ bảo hiểm y tế. Cái này nếu mà chúng ta không có số thẻ bảo hiểm y tế thì thôi chúng ta không nhập cũng được. Nhưng mà những cái mục mà có đánh dấu tích màu đỏ này nè là bắt buộc là chúng ta phải nhập vào. Sau khi nhập xong email thì ở đây có hỏi chúng ta một câu là trong vòng 14 ngày qua anh chỉ có đến quốc gia vùng lãnh thổ nào, có thể đi qua nhiều quốc gia thì chúng ta đi qua quốc gia vùng lãnh thổ nào thì quý vị nhớ nhập vào đây, nhớ là trung thực nha. Còn nếu không đi qua quốc gia vùng lãnh thổ nào cả thì chúng ta có thể nhập là không. Bên trong đây thì tiếp theo là một cái mục là trong vòng 14 ngày qua anh chị có xuất hiện dấu hiệu nào sau đây không? Thì cái này bắt buộc là chúng ta phải nhập vào nha. Ở đây thì có liệt kê ra những cái triệu chứng như là sốt, ho, khó thở, viêm phổi, đau họng, mệt mỏi. Thì chúng ta có những cái dấu hiệu nào thì chúng ta nhớ là đánh dấu vào đó có hoặc là không. Và tiếp theo là trong vòng 14 ngày qua anh chị có tiếp xúc với có 3 mục. Đầu tiên là người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh Covid-19. Thứ hai là người từ nước có bệnh Covid-19. Và thứ ba là người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, viêm phổi. Và mình cũng đánh là có hay là không. Nếu quý vị có tiếp xúc thì quý vị nhớ đánh là có, còn không thì cứ đánh là không. Và hiện tại thì anh chị có các bệnh nào dưới đây? Thì quý vị có mắc những cái bệnh nào ở trong cái mục này thì chúng ta cũng tích vào có hoặc là không. Và sau khi chúng ta đã điền đầy đủ tất cả các thông tin thì nhập vào đây mã bảo mật.
có một cái mã bảo mật ở trên đây và chúng ta cứ nhập theo như vậy. Và sau đó bấm gửi tờ khai. Và nó hiển thị là chúng ta đã khai báo thành công. Như vậy là Mỹ Uyên vừa hoàn thành xong việc khai báo y tế trên ứng dụng nCoV. Và ngay từ hôm nay thì quý vị nhớ cài đặt ứng dụng nCoV cũng như thực hiện khai báo y tế để giúp cho cơ quan chức năng kiểm soát, đồng thời ngăn chặn kịp thời dịch Covid-19 này nhé.